Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn các bạn rút tiền từ tài khoản Blinmi về ngân hàng ha. Hôm nay mình đã kiếm được 518.890 đồng. Bây giờ mình sẽ rút tiền về ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở ứng dụng Blinmi lên và nhấn vào cái lựa chọn là Blinmi Cashback. Rồi, bấm vào đây. Rồi mình chọn cái phần rút tiền. Ở đây thì mình đã có cái ý. Ôi các bạn ơi, có thể hỗ trợ rút tiền từ CleanMe Cashback và từ tài khoản credit luôn nè. Ồ cái này mới nha. Tính năng đang được phát triển là chuẩn bị. Sắp tới mình sẽ rút được. Bây giờ mình sẽ rút 500 ngàn trước. Đó. Rồi mình rút về tài khoản ngân hàng mình đã liên kết sẵn. Ở đây nếu như mà các bạn chưa có liên kết tài khoản ngân hàng thì các bạn chỉ việc bấm vào thêm tài khoản ngân hàng. Rồi ở đây các nếu như mà các bạn có ngân hàng Maritime Bank thì mình sẽ chọn luôn, thì nó sẽ rất là nhanh và miễn phí giao dịch nữa. Ở đây mình không có Maritime Bank, mình sẽ chọn cái lựa chọn khác. Ở đây mình điền tên chủ tài khoản, số tài khoản ngân hàng ha. Ngân hàng thì có rất là nhiều ngân hàng có thể hỗ trợ rút tiền về. Về biểu phí thì hiện tại mình chưa có trải nghiệm tất cả các ngân hàng này cho nên mình không có biết biểu phí nó như thế nào, tùy thôi. Ở đây mình có sử dụng cái ngân hàng Timo, tài khoản của Timo được hỗ trợ bởi VPBank nè, mình chọn đây. Rồi mình bấm rút tiền, thì bây giờ đang là thứ bảy cho nên là chắc là thứ hai nó mới vào, còn bình thường trong ngày làm việc á, mình rút buổi sáng thì tới buổi trưa là nó sẽ có tiền rồi. Mật khẩu giao dịch thì ở đây các bạn tự nhập mật khẩu của mình ha. Bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu vào, sau đó mình bấm tiếp tục. Rồi CleanMe sẽ chuyển tiền cho bạn trong 7 ngày từ trừ thứ bảy và chủ nhật các ngày lễ. Cái đây là cái câu thông báo, lúc nào cũng thông báo vậy hết, nhưng mà thật ra thì rất là nhanh thôi ha. Mình đã từng rút tiền rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy lịch sử rút tiền, không biết ở đâu, này vô đây coi đi ha, lịch sử giao dịch nè. Đây mình đã rút tiền, đây là lần thứ hai rồi, 500.000. Lần trước mình đã rút được 319.000 đó. Đây thì nó rất là nhanh thôi, tiền về đây. Mình sẽ cho các bạn coi lịch sử tiền về trong tài khoản của mình ha. Đây hôm trước là ngày 20 tháng 11 nè, mình có rút về 319.600 đồng nè, nó đã chuyển khoản cho mình. Đây từ công ty cổ phần Giga Tâm Việt Nam Clean Me Cashback Phạm Quang Nguyên đó. Rồi hôm trước mình cũng có cho bạn một tài khoản để rút tiền từ CleanMe về đây, vẫn được bình thường ha, không có tốn phí gì hết. Đây nữa, đây là giao dịch từ CleanMe và hôm nay mình thực hiện thêm một giao dịch khác nữa. Thì hy vọng là sau clip này các bạn sẽ sử dụng CleanMe nhiều hơn để cho cái ứng dụng này càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Và nhiều người sử dụng rộng rãi hơn, mình sẽ có cái cộng đồng gọi là CleanMe thì sẽ rất là vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hy vọng các bạn sẽ sớm rút được tiền về tài khoản ngân hàng mình. Cảm ơn các bạn, hãy giúp mình share video này và like để tạo động lực cho mình làm thêm những cái video mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.